Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Thiện Tâm Audio, luôn cố gắng mang đến quý khán thính giả những chương trình hay nhất về Phật giáo nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành từ quý vị. Những loại rau xanh giúp bạn ngon giấc. Cải thiện chứng mất ngủ không phải lúc nào cũng dùng đến thuốc, bởi lạm dụng thuốc sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ. Thay vào đó, người bệnh có thể cải thiện bằng việc thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng. Hiểu đúng về mất ngủ. Mất ngủ là tình trạng rối loạn giấc ngủ phổ biến với mọi độ tuổi. Các triệu chứng điển hình của mất ngủ thường là mất nhiều thời gian trằn trọc mới đi vào giấc ngủ, mệt mỏi, đau đầu khi thức dậy, đêm ngủ không sâu, chập chờn, thức dậy sớm và không thể ngủ tiếp hoặc ngủ không sâu. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, khả năng tập trung kém và có nguy cơ tụt huyết áp, trí nhớ suy giảm. Những hậu quả này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Dựa vào thời gian mất ngủ, bệnh được chia thành hai loại là mất ngủ mãn tính, tình trạng mất ngủ khó ngủ kéo dài liên tục hơn một tháng; mất ngủ cấp tính, tình trạng mất ngủ ngủ chập chờn xảy ra dưới một tháng. Gợi ý những loại rau cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả. Trong bữa ăn hàng ngày, rau cung cấp nhiều dinh dưỡng và dưỡng chất quan trọng. Chúng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể là giảm hàm lượng cholesterol có trong máu, giúp đẹp da, mắt sáng, ngăn ngừa ung thư, hạn chế tiểu đường. Ngoài những công dụng kể trên, rau còn là thực phẩm giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các nhóm rau tốt cho người đang mất ngủ bao gồm: 1. Rau súp lơ. Đây là loại rau dễ tìm kiếm và có mặt trong danh sách các nhóm rau chữa mất ngủ hiệu quả. Lý do là vì trong súp lơ có nhóm chất tryptophan. Tryptophan đi vào cơ thể, kết hợp cùng quá trình trao đổi chất sẽ chuyển hóa thành serotonin. Từ serotonin lại tiếp tục chuyển đổi thành melatonin. Hormone này tác dụng trực tiếp đến não bộ, tạo ra cảm giác buồn ngủ và đem đến giấc ngủ sâu hơn. Thời điểm lý tưởng nhất để ăn súp lơ là khoảng 3 đến 4 tiếng trước khi ngủ. Nếu ăn gần giờ ngủ sẽ gây ra tình trạng nặng bụng vì nguồn chất xơ trong rau quá lớn. Hơn nữa, những ai bị bệnh gút cũng không nên ăn nhiều, do hàm lượng purin trong rau cũng ở mức cao. Ngoài chất tryptophan, súp lơ cũng cung cấp nguồn glycine dồi dào. Đây cũng là chất giúp cải thiện giấc ngủ. Do đó, nếu đang khó ngủ, hãy bổ sung súp lơ vào thực đơn ăn uống hàng ngày để thấy sự cải thiện. 2. Rau diếp xoăn hay xà lách xoăn. Đây là loại xà lách với lá xoăn, rau chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Loại rau này có tác dụng thanh lọc máu, làm mát gan và giải nhiệt hiệu quả. Bên cạnh đó, rau diếp xoăn hỗ trợ tốt trong việc giải tỏa áp lực lên thần kinh, nên có khả năng gây buồn ngủ tốt. 3. Lá cây hải hồng bì. Lá cây này có thành phần chính là alkaloid và saponin. Hai nhóm chất này sẽ chuyển hóa trong cơ thể và tạo ra melatonin, có công dụng an thần, tạo cảm giác buồn ngủ. Lưu ý rằng khi sử dụng lá cây này để chế biến, cần ăn với lượng vừa phải. Nếu ăn một lúc quá nhiều sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến cơ thể mệt mỏi nhưng không thể đi vào giấc ngủ ngay. 4. Rau rút. Rau rút còn có tên gọi là rau nhút. Đây là loại rau dễ tìm, giá rẻ và chế biến được nhiều món. Rau đem đến nhiều dưỡng chất cho cơ thể như vitamin B12, amylucin, methionine, threonine, vân vân.
cùng với hàm lượng protein cao. Do có nhiều thành phần tốt nên rau rút đem đến nhiều công dụng như mát gan, giải nhiệt cơ thể, đặc biệt giúp an thần và cải thiện chứng mất ngủ. 5. Hoa thiên lý. Thành phần hoa thiên lý bao gồm 3% chất xơ, 2,9% chất đạm, nhóm vitamin B1, B2 và kẽm. Những dưỡng chất này đều là các chất thiết yếu với cơ thể, giúp duy trì hoạt động thể chất và tăng cường sức đề kháng. Trong y học dân gian, hoa thiên lý cũng được kết hợp với nhiều vị thuốc, sau đó sắc lấy nước để giúp an thần và đem đến giấc ngủ ngon. Vì thế nếu đang mất ngủ, bạn hãy thử tăng cường ăn hoa thiên lý nhiều hơn để thấy giấc ngủ có sự chuyển biến tích cực. 6. Rau cải cúc hay tần ô. Trong rau cải cúc có chứa hơn 20 loại axit amin, khoáng chất, vitamin và chất xơ. Đây đều là các chất có thể cải thiện chứng khó ngủ. Hàm lượng vitamin C, protein trong rau giúp giảm căng thẳng, ổn định tâm lý và hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm. Bên cạnh đó, ăn rau cải cúc còn tốt cho hệ tiêu hóa và giảm lượng cholesterol trong máu. Đây cũng là loại rau dễ mua, giá rẻ, dễ chế biến nên hãy bổ sung ngay vào thực đơn mỗi ngày. 7. Rau lạc tiên hay còn gọi chùm bao, nhãn lồng. Rau lạc tiên còn có tên gọi là rau chùm bao. Lạc tiên có công dụng an thần, đem lại tác dụng tích cực cho hệ thần kinh nên đem đến giấc ngủ ngon, ngủ sâu. 8. Các nhóm rau dầu magie. Thực phẩm dồi dào magie cũng đem lại nhiều lợi ích tốt cho giấc ngủ. Khi ăn các nhóm rau đó sẽ khiến bạn dễ ngủ, ngủ sâu. Tiêu biểu là rau mồng tơi, rau muống, rau bina hay còn gọi cải bó xôi, rau dền, hạnh nhân, quả bơ. Lưu ý khi điều trị chứng mất ngủ. Nếu đã áp dụng những biện pháp trên mà chứng khó ngủ vẫn không cải thiện, bạn nên đến cơ sở y tế để thăm khám và chẩn đoán chính xác nhất. Tình trạng mất ngủ kéo dài gây hại tới sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời cũng là triệu chứng cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm cần điều trị sớm. Bên cạnh bổ sung các thực phẩm tốt cho giấc ngủ, người bệnh cũng nên thay đổi chế độ sinh hoạt như sau. Vận động, tập luyện đều đặn, tuy nhiên không nên tập sát giờ ngủ, không nên tập với cường độ mạnh. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh khi chuẩn bị đi ngủ. Đọc sách, nghe nhạc không lời, ngồi thiền là những việc nên làm. Tránh ăn no, ăn quá nhiều món dầu mỡ vào bữa tối. Tạo không gian ngủ yên tĩnh, ánh sáng và nhiệt độ lý tưởng. Mời quý vị nghe tiếp những câu chuyện đáng suy ngẫm. Những câu chuyện này có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. Mẹ và cuộc hành trình của bạn. Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử. Khi bạn một tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài. Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi. Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn. Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn. Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngã vào đống bùn gần nhất. Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách la lên, con không đi. Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách
ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh. Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay. Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành. Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đá đến tập thể dục, rồi hết tiệc sinh nhật này đến sinh nhật khác. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại. Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi cine. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác. Khi bạn 12 tuổi, mẹ dặn bạn không được xem những chương trình TV nào đó. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem. Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu. Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư. Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ. Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ khi nào có thể. Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối. Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè. Khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa? Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp, đó không phải là chuyện của mẹ. Khi bạn 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách trả lời, con không muốn giống mẹ. Khi bạn 22, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch châu Âu không. Khi bạn 23, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí. Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách giận dữ và cầu nhào, con xin mẹ đấy. Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn. Mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít. Khi bạn 30, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mọi việc giờ đã khác xưa rồi. Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của một người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời, con thật sự bận mẹ ạ. Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào. Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành. Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi, có thể cai trị cả thế giới. Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn. Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình có dành đủ thời gian cho mẹ
để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không? Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại. Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người. Giấc mơ hão huyền. Hãy vững tin với những giấc mơ và sống với những gì bạn mơ ước. Lần đầu tiên tôi gặp cô Georgie, giáo viên của trường trung học Dr. Lott, trong một căn phòng nhỏ chỉ vừa cho một học sinh và một giáo viên. Căn phòng này sau đó được chuyển thành lớp học cho 4 đứa chúng tôi, trong đó hết 3 đứa phải ngồi xe lăn và một đứa chống gậy. Mỗi đứa ngồi xe lăn có một câu chuyện khác nhau. Đứa bị thương do đạn bắn vào đầu, đứa bị teo cơ và đứa bị bại não. Cậu học sinh còn lại thì bị mù, phải đi bằng gậy. Tôi chính là người bị bại não. Khi tôi cố gắng phát âm, cô George đã chọc tôi rằng giọng tôi giống như giọng con hiêu đực ở Bắc Mỹ đang gọi người yêu. Nhu cầu về học tập và tình cảm của mỗi chúng tôi cũng khác nhau. Có người chuẩn bị để vào đại học, có người chuẩn bị cho cái chết sắp đến. Cô George đã làm mọi thứ để giúp đỡ bọn tôi, lớp đầu tiên của trường trung học Dr. Lott này. Cô George khoảng 50 tuổi, chỉ cao hơn 1,5 m một chút và mái tóc cô đã điểm xương. Đến cuối năm học mái tóc đó càng bạc thêm, da cô hơi ngăm và giọng nói rất trong. Cô có tật nói rất nhanh, lúc nào cũng kết thúc những lời giải thích của mình bằng câu "Các em có hiểu không?" Ngày đầu tiên chúng tôi đến trường, cô đón chúng tôi bằng đôi môi tươi thắm. "Chào các em, căn phòng này có lẽ hơi chật nhưng không sao, mọi việc sẽ ổn thôi. Đây là ngôi trường đầu tiên dành cho những học sinh đặc biệt như thế này ở Nebraska, và chúng ta là những người tiên phong. Mà người đi đầu thì thường gặp chút khó khăn, phải không các em?" Cô nghĩ rằng các em đã biết nhau hết rồi, ngoài Bill và David. Để cô giới thiệu, David, đây là Bill. Bạn này bị bệnh bại não. Bạn ấy đã rời trường cũng khoảng bằng lúc em đến, vì trước kia trường này không có hệ trung học. Còn David đến từ đảo Hawaii và bị bệnh loạn dưỡng cơ bắp. David sẽ tròn 19 tuổi vào ngày 6 tháng 5 này. Chúng ta sẽ có một buổi tiệc sinh nhật với những cô vũ công thật đẹp. Tôi đã tự hỏi không biết cô George có biết gì về căn bệnh của David không? David sẽ không sống nổi đến ngày sinh nhật của cậu ấy đâu. Bệnh của cậu đã ảnh hưởng đến phổi rồi, nên việc thở sẽ rất khó khăn. Bây giờ các em hãy làm quen với nhau đi. Cô hy vọng vào các em rất nhiều. Các em có hiểu không? Cô giáo mới lý tưởng của chúng tôi đã nói như thế. Một bữa nọ, cô George đến chỗ tôi lúc tôi đang làm bài tập phần chia những loại đá cho môn địa chất học. Cô ngồi xuống cạnh tôi và nói: "Cô nghe nói em đã từng theo học khóa học từ xa ở trường Nebraska tại Lincoln cách đây 3 năm nhưng vẫn chưa tốt nghiệp, đúng không? Cô biết mấy khóa học đó khá khó và tốn rất nhiều thời gian. Nhưng cô sẽ giúp em tốt nghiệp vào mùa xuân sang năm. Trưa nay em ăn cơm với cô nhé. Cô biết em rất mong được tốt nghiệp, nhưng không biết làm cách nào, phải không? Em có muốn hỏi cô thêm điều gì không?" "Em nghĩ chắc David năm nay không thể tổ chức sinh nhật được đâu. Phổi của bạn ấy yếu quá rồi. Mùa đông năm nay có lẽ còn lạnh hơn mấy năm trước nữa." Tôi nói chậm rãi từng chữ một bằng bảng chữ của tôi và một cây viết được gắn vào đầu, đại loại như một loại que đeo trên đầu. "Chúng ta đều biết điều đó, nhưng David không biết đâu. Giống như em mong nhận được tấm bằng tốt nghiệp, David cũng hy vọng được cắt bánh sinh nhật lần thứ 19 của mình vậy." Cô George nói đúng. Tôi đã hoàn tất những khóa học của mình và bắt đầu những khóa mới với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, sức khỏe của David ngày càng tệ hơn trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Cậu ấy luôn e ngại khi phải đi ngủ vào buổi tối vì sợ rằng sẽ chẳng bao giờ thức dậy vào sáng hôm sau nữa. Thế là cô George cho phép cậu ngủ trong lớp học. Có một cái bệnh viện bên kia đường, chúng ta chỉ mất 5 phút để qua bên đó. Em cứ yên tâm đi David, ở đây an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Một lần khi David bị khó thở, cô George đã xoa bóp lồng ngực cho cậu ấy suốt cả buổi chiều. Cô bảo với người giúp tập vật lý trị liệu đang đứng kế bên cầm bình oxy rằng: David đang giúp tôi luyện tập tay cho rắn chắc để chơi tennis đấy. Nếu anh thấy người phụ nữ nào cao khoảng 1,5 mét với cánh tay nổi cơ bắp trên sân tennis thì đó chính là tôi đấy. Một bài tập tuyệt vời, anh có hiểu không? Một ngày kia, khi chúng tôi đang thảo luận về một vài đề tài chán ngắt trong môn học lịch sử thế giới của tôi, thì cô George nói: lúc cô dạy mấy cậu học sinh kia, cô không thể xem chừng David được. Em xem chừng David dùm cô nhé, Bill. Nếu cậu ấy có vấn đề gì, em cứ gọi cô bằng cái giọng hưu đực của em nhé. Trông cậu ấy không được khỏe lắm, nhưng chúng ta sẽ giữ cậu ấy ở lại đây đến khi nào còn có thể. Ít ra thì mẹ cậu ấy không phải trông chừng cậu nếu cậu ở trường lúc này. Bây giờ chúng ta phải làm sao để kết thúc môn lịch sử khó ưa này trong tháng 3, nếu may mắn. Đây là một môn học khô khan, nhưng cô sẽ cố làm cho các em hiểu bài. Thông thường, khi phải cố hít thở không khí, David thường nhìn tôi và nói: tớ không sao đâu, Bill. Không sao đâu mà. Cảm ơn cậu vì đã trông chừng tớ nhé. May mắn thay, cái giọng hưu đực của tôi chưa bao giờ phải cất lên cả, mà tôi còn học hỏi được nhiều điều từ việc canh chừng David. Tôi đã nhận ra lòng khát khao được sống của David. Nhìn cậu ấy chống chọi để giành lấy từng hơi thở, bỗng nhiên tôi cảm nhận được hết giá trị của sự sống. Và khi tôi phải học những môn học nào khó nuốt, tôi chẳng hề thấy phiền lòng nữa, bởi vì ít nhất tôi còn may mắn được học tập và nghiên cứu mà không phải lo lắng gì về hơi thở của mình. Tôi nghĩ rằng đấy là bài học mà cô George muốn dạy cho tôi bằng cách nhờ tôi trông chừng David. Ngày 10 tháng 4 năm ấy là ngày cuối cùng của David ở trường. Tối hôm đó bệnh tình David trở nặng. Cậu được chở đi cấp cứu để nhờ những cái máy hô hấp nhân tạo duy trì cuộc sống cho mình. Đến ngày 15 tháng 4 năm 1975, tôi định đi thăm David sau khi tan học. Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi nhận được một mảnh giấy viết tay bên chiếc máy đánh chữ của tôi: tối nay đừng đến bệnh viện nữa. David đã mất khi cậu ấy đang ngủ. Cô không muốn báo cho các em khác biết vì hôm nay trường ta sẽ đi xem xiếc. Không có lý do gì để làm hỏng cuộc vui này của mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đi viếng David sau đó, George. Dù cô George đã không biến giấc mơ về một buổi tiệc sinh nhật tuổi 19 của David thành sự thật, có Thượng Đế làm chứng rằng cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô cũng giúp tôi đạt được ước mơ tốt nghiệp trung học. Vào một buổi tối tháng 5 ấm áp năm 1976, khi tôi ngồi trên khán đài lắng nghe bài hát Giấc mơ hão huyền trong buổi lễ phát bằng, những ca từ của bài hát dường như rất hợp với người phụ nữ mặc bộ áo vàng đang hãnh diện nhìn tôi đón nhận tấm bằng tốt nghiệp. Bởi vì cô đã mơ một giấc mơ hão huyền và đã biến nó thành sự thật. Tình yêu vô điều kiện. Kho tàng kinh nghiệm của một người sẽ bớt đi tính phong phú nếu không có bất kỳ khó khăn nào để vượt qua. Chắc mình bị hoa mắt, tại sao lại như vậy được chứ? Đầu tôi quay cuồng với ý nghĩ này, nhưng lại cố gắng che giấu cảm xúc về điều mà tôi đã nhìn thấy khi đang ngồi bên giường Diane, vợ tôi. Nàng vừa sinh cháu thứ hai, bé Sandra. Khuôn mặt Diane thật rạng rỡ khi nàng nằm trên giường trò chuyện qua điện thoại với họ hàng thân thích. Nàng vẫn chưa trông thấy con gái mới chào đời của chúng tôi. Nàng cũng không nhìn thấy đôi mắt thoáng hiện lo lắng của cô y tá khi ấm đứa bé ra khỏi phòng.
Trước đó đâu có phải là một xét nghiệm nào, cũng không một lời cảnh báo nào mà. Tôi hoàn toàn tiêu tan mọi hy vọng khi bác sĩ bước vào phòng và kéo ghế ngồi. Ông kiên nhẫn đợi đến khi Diane xong câu chuyện và gác điện thoại rồi cất tiếng. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng con anh chị đã mắc hội chứng đau. Diane đón nhận cái tin ấy một cách bình tĩnh khiến tôi ngạc nhiên. Nàng đã kêu mang đứa bé suốt 9 tháng trời. Thậm chí trước khi được ôm Sandra vào lòng, nàng cũng đã yêu thương con gái của chúng tôi bằng cả tấm lòng. Còn tôi thì không thể như thế được. Tôi viện lý do và lẻn ra khỏi phòng. Tôi đi loanh quanh trên các hành lang của bệnh viện nhiều giờ liền, đấm tay vào tường và mắt tuôn trào những giọt lệ nhức nhối, đau đớn. Tại sao người lại đối xử với con tôi như thế? Tôi đột nhiên oán hờn Thượng Đế. Tại sao lại là con gái tôi? Tại sao lại là tôi? Tại sao con gái Sandra của chúng tôi không được hoàn hảo như anh Aaron của nó chẳng hạn? Aaron đã lên ba và là viên ngọc quý của tôi. Tôi thích cùng nó đi dạo dưới mưa và chỉ cho nó xem những loài sâu đêm, những con ốc sên đang uốn mình trên các lối đi. Chúng tôi luôn có những buổi tối thứ sáu vui vẻ với nhau khi hai cha con phải ở nhà một mình vì Diane đi làm về trễ và phải ngủ lại nhà ông bà ngoại để sáng hôm sau đi làm cho đỡ nhọc. Chúng tôi chơi với những con khủng long và xe điện nhựa. Rồi tôi đọc chuyện cho con trai bé bỏng của tôi nghe lúc nó lên giường ngủ. Khi Aaron không muốn ngủ một mình, tôi ôm mền gối trải ra sàn nằm ngủ cạnh giường con. Sáng hôm sau, thế nào tôi cũng sẽ thấy Aaron cũng đang cuộn mình bên tôi dưới sàn nhà. Rồi cậu bé sẽ mở cặp mắt còn ngái ngủ và hỏi: "Ba ơi, mình xem phim hoạt hình nhé." "Tất nhiên rồi, con trai yêu quý của ba," tôi trả lời. Với Sandra thì mọi việc hoàn toàn khác hẳn. Sau khi chúng tôi mang bé về nhà, tôi đã tức tốc chạy đến thư viện và đọc mọi thứ liên quan đến bệnh đau. Tôi cố tìm một tia hy vọng mong manh nào đó. Nhưng càng đọc nhiều về chứng bệnh này, tôi lại càng ngán ngẩm. Không có một phương thuốc nhiệm màu nào cho điều mà tôi gọi là bệnh của Sandra. Khoảng thời gian đó, thậm chí tôi còn không thể tự mình thốt ra ba chữ hội chứng đau nữa. Diane và tôi đăng ký vào một nhóm hỗ trợ những người có con bị bệnh đau. Nhưng sau một vài tuần tôi không muốn đến đó nữa. Nghe cha mẹ của những trẻ bị hội chứng đau kể về những vấn đề liên quan đến sức khỏe xảy ra với con họ, tôi vô cùng đau khổ. Tương lai của vợ chồng tôi cũng thế sao? Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi này. Quả thực, mới được 6 tháng tuổi, Sandra của chúng tôi đã phải phẫu thuật tim. Xin Thượng Đế đừng mang Sandra bé bỏng của con đi, Diane luôn miệng cầu nguyện. Còn tôi không có lòng dạ nào chia sẻ với Diane lời nguyện cầu ấy. Biết đâu như vậy lại tốt hơn cả, tôi thầm nghĩ, nhưng tôi không cho phép mình suy diễn tiếp tốt hơn cho ai đây. Hết tuần này sang tháng khác, tôi đưa Sandra đi gặp nhiều bác sĩ và các nhà trị liệu như bổn phận một người cha phải làm. Tôi xoa bóp chân và cố gắng giúp các cơ của cháu tăng trưởng, tập cho cháu đi và nói. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thất vọng và buồn bã vì Sandra không khá hơn được chút nào. Tôi dành trọn tâm huyết của mình để giúp cho con gái. Tôi quyết tâm phải sửa chữa Sandra cho bằng được. Nhưng đó là tất cả ý nghĩa của những việc mà tôi đã làm cho cháu, chỉ đơn thuần sửa chữa. Tôi không yêu thương con gái mình. Tôi chỉ bế cháu từ nôi ra để thay tã hoặc tập vài động tác trị liệu cho nó. Chưa bao giờ tôi cười hoặc chơi trò ú òa với Sandra. Anh không thương Sandra bằng Aaron, Diane nhận xét nhẹ nhàng như thế vào một buổi chiều nọ. Và tôi nghĩ rằng nàng nói đúng. Anh cần phải có thêm thời gian chứ, tôi chống chế một cách yếu ớt. Tôi hổ thẹn với những tình cảm của mình và xin Chúa tha thứ cho. Tôi cũng hổ thẹn vì con gái Sandra của mình. Tôi đã lúng túng khi có ai đó trông thấy tôi ôm con bé. Mọi người thường nựng nịu cháu bằng những câu đại loại: "Ô,
con bé dễ thương quá. Còn tôi thì chỉ muốn túm lấy cổ áo họ và la lên rằng, đồ giả dối. Các người đang nghĩ trong bụng rằng con tôi xấu xí chứ gì. Các người cho rằng chỗ của con tôi là phải ở trong bệnh viện chứ không phải ở đây phải không? Rồi những cơn giận dữ ấy dâng thành nỗi buồn, và nỗi buồn dần phôi phai thành thái độ hứng hờ, xa cách. Ngay cả việc đi dạo hay chơi đùa cùng Aaron cũng mất hứng thú, bởi nó luôn nhắc tôi nhớ rằng con gái Sandra của chúng tôi không bao giờ có thể làm được như thế. Bị ràng buộc bởi bổn phận chăm sóc Sandra, tôi càng lúc càng trở nên chán nản và cách biệt với con. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì khác cả. Định mệnh đã bắt như vậy rồi, biết làm sao đây? Tôi thở dài ảo não khi đặt bé Sandra lúc này đã được 2 tuổi vào chiếc ghế cao của bé để ăn trưa. Tôi vừa múc thức ăn cho Sandra vào đĩa, vừa quệt những giọt nước mắt tuyệt vọng của mình. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình trống rỗng. Nhưng khi tôi đến gần chiếc ghế Sandra ngồi, bé bỗng nghiêng đầu và mở to đôi mắt xanh biếc của cháu, nhìn tôi chăm chú. Đột nhiên bé giơ 2 cánh tay nhỏ xíu ra, ôm ghì tôi bằng tất cả sức mình như thay cho câu nói. Cha ơi, cha đừng buồn nữa, con sẽ xua nỗi buồn đi cho cha. Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy cháu, và tiếng khóc của tôi nghe buồn thảm hơn. Nhưng lúc này đây, tôi khóc không phải vì nỗi buồn như bao ngày qua nữa. Tôi khóc vì con gái bé bỏng của mình vừa chứng tỏ cho tôi hiểu được tình yêu mà Sandra đã dành cho tôi. Một tình yêu thương vô điều kiện, không đòi hỏi gì ở người đối diện. Trong phút chốc, vai trò của chúng tôi bị đảo ngược. Sandra đã trao cho tôi tình yêu thương mà bấy lâu nay tôi đã không thể dành cho cháu. Tôi đã đau khổ vì con gái tôi không được hoàn hảo. Nhưng tôi là ai mà lại mong có được sự hoàn hảo khi tôi bấy lâu nay lại hư hỏng như thế? Tôi là ai mà lại khóc lóc cho sự đã rồi, thay vì chấp nhận và thương yêu con gái tôi vì cháu là một người quá đặc biệt và sẽ mãi đặc biệt như thế. Sandra đã dạy tôi cách mở rộng lòng mình và sẵn sàng cho đi tình yêu của mình mà không đặt ra điều kiện nào. Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc Sandra. Tôi đã làm tất cả mọi điều cần làm, nhưng quên đi một điều tối quan trọng, niềm vui thích khi ở bên cạnh cháu. Tôi quyết sẽ không lặp lại lỗi lầm này lần nữa. Giờ đây, mỗi tối tôi đều đọc truyện cho cả 2 đứa con yêu dấu của mình trước khi chúng đi ngủ. Mỗi sáng thứ bảy, ba cha con tôi lại cùng nhau cuộn mình trên giường xem phim hoạt hình. Và hễ cứ mỗi khi tôi làm điệu bộ chọc cười bé Sandra, hoặc cùng chơi bóng, chơi búp bê với cháu, tôi bất chợt nhận ra rằng, bởi tôi đã hoàn toàn mở rộng lòng mình với Sandra, nên mỗi ngày cháu lại đong đầy vào đó bằng chính niềm vui và tình yêu thương của cháu. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Hãy bấm nút đăng ký kênh chúng tôi để nghe những chương trình mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.